Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày 22 tây tháng 5. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều giờ Cali. Thế Việt Nam đây các bạn đã bước qua ngày thứ hai rồi là ngày 23 tây tháng 5. Thì trước khi mà Thuận đi vào thêm chi tiết đó, hôm nay là ngày Happy Bitcoin Pizza Day tại Hoa Kỳ. Đã là ngày hôm qua ở Việt Nam rồi nhưng mà hôm nay mới là ngày 22 tháng 5 ở Hoa Kỳ hiện tại thì chúng ta cũng đã biết đó là ngày Happy Bitcoin Pizza Day là một ngày mà kỷ niệm cái số lượng Bitcoin đầu tiên được dùng bởi một người để mà thật sự mua một món hàng hóa đó chính là hai cái bánh pizza đến từ Papa John's thì nhiều người cũng biết sơ qua về câu chuyện này và một số người cũng nói là wow dùng 10.000 Bitcoin năm 2010 để mà mua hai cái bánh pizza thì ổn quá nhưng mà thật ra nếu như mà không có cái giao dịch này xảy ra đó thì chúng ta cũng không biết khi nào Bitcoin mới thật sự là có giá trị thật. Để thông chia sẻ một số những cái chi tiết có thể là nhiều bạn mới đó không có rõ về cái nhà này như thế nào. Thì nhiều bạn có biết sơ về câu chuyện đó là có một người, người này tên là Laszlo Hengech thì đây là một người lập trình và cũng là một người mà đào Bitcoin ở Florida, Hoa Kỳ Thì năm 2010 đó, ở trên cái Bitcoin Talk Forum Cái nơi mà nhiều người đăng những thông tin liên quan tới Bitcoin thời điểm đó Các bạn nên nhớ là lúc này đã Bitcoin chỉ ra đời mới hơn một năm mà thôi Thì chúng ta thấy được là những người mà yêu thích Bitcoin đó Thì thường chia sẻ thông tin ở trên cái Bitcoin Talk Forum này Và Laszlo đó, tháng 5 của năm 2010, đó chính là ngày 18 tháng 5 các bạn thấy trên màn hình thì cũng đã đưa ra một cái đề nghị là bất cứ ai mà có thể order hai cái bánh pizza gửi đến cho Laszlo thì Laszlo sẽ trả 10.000 Bitcoin cho người đó và đương nhiên bánh pizza này đó có thể là order bất cứ nơi nào chỉ cần là gửi đến từ nhà mà thôi một số những người trên đây nói là 10.000 Bitcoin thời điểm đó, đó thì vẫn có thể bán được ở trên những cái chợ dòng ngoài như là bitcoinmarket.com thực ra trang web này đã không hoạt động nữa tại bây giờ chúng ta đã có những cái sàn lớn rồi nhưng mà lúc đó đó thì có bitcoinmarket.com các bạn có thể mua bán bitcoin p2p peer -peer thời điểm đó và 10.000 bitcoin này đã vẫn có thể đổi ra được lúc đó là khoảng 41 đô nhưng mà Laszlo lại nói là không phải Laszlo đó thì muốn thực sự để dùng Bitcoin để mà mua bánh pizza chứ không phải để dùng Bitcoin để bán cho người khác có lấy tiền đó để mà mua cái bánh pizza người khác thì lại nói là cần gì phải phiền phức như vậy bây giờ đó thời điểm năm 2010 nghìn như là cách đây 12 năm thì bắt đầu những cái tiệm bán bánh pizza họ cũng đã chấp nhận thanh toán sử dụng thẻ tín dụng qua điện thoại rồi đâu có cần phải phiền phức như vậy nhưng mà laszlo vẫn tiếp tục muốn là thật sự chứng minh là dùng số lượng bịch khôi này để có thể mua được bánh pizza mà không cần phải đổi là tiền mặt thì chúng ta thấy được là cuối cùng nó cũng có một người đã chấp nhận mua hai cái bánh pizza gửi đến cho Laszlo và đó chính là hai cái bánh pizza mà chúng ta đã có lịch sử bây giờ từ Papa John's và sau đó thì Laszlo đã gửi tổng cộng là 10.000 Bitcoin để mà trả cho người đó và sau đó đó có thể là nhiều người không biết là sau đó đó Laszlo tiếp tục ở trên forum nói là mỗi một lần mà Laszlo đói bụng mua ăn pizza đó thì bất cứ ai trên forum này mà có thể gửi hai cái bánh pizza thì Laszlo sẽ gửi 10.000 Bitcoin để mà trả cho cái chi phí hai cái bánh pizza đó cái bạn thấy được là bắt đầu là từ tháng 5 và 3 tháng liên tục tới tháng 8 đó, thì cái số lượng người mà gửi bánh pizza tới cho Laszlo rất là nhiều và Laszlo cũng gửi rất nhiều 10.000 Bitcoin cho họ nhưng mà cuối cùng đến ngày 4 tháng 8 đó, thì Laszlo nói là tại vì quá nhiều người muốn tham gia để mà nhận Bitcoin bằng cách là gửi bánh pizza cho Laszlo cuối cùng đó thì đã ngưng vào tháng 8 năm 2010 một số người lúc đó, đó thì cũng đã chọc là tới tháng 11 của năm 2010 đó thì 10.000 bịch khôi đó đã đáng đánh giá các bạn thấy được là từ 41 đô mà thời điểm tháng 11 năm 2010 đó đã đánh giá là 2.600 đô rồi. Và có một người đó thì lại chọc lời tới tháng 11 năm 2010 đó thì nói là sau này cái hai bánh pizza này đó có thể đánh giá là cả triệu đô la. Nhưng mà cái mà họ không thể ngờ đến là 12 năm sau Hai cái bánh pizza này đáng giá tới tổng cộng là các bạn thấy được là 300 triệu đô la tính theo giá hiện tại. Chứ còn tính theo cái giá BTC ở đỉnh á, là có thể là chúng ta thấy được là 700 triệu đô la cho hai cái bánh pizza này. Thật ra đó, hai cái bánh pizza này là thực sự tạo ra giá trị thật đầu tiên của BTC. Tại vì bất cứ cái gì các bạn cũng có thể là trao đổi lẫn nhau và quy ra tiền mặt. Nhưng mà nếu nói là một người hay là một nơi nào đó chấp nhận Bitcoin để mà đổi ra hàng hóa đó, thì đây là cái... Ví dụ đầu tiên mà chúng ta biết trong lịch sử của BTC cho nên đây là một cái bước rất quan trọng trong lịch sử giá trị của BTC mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái sàn giao dịch có tên là Delta Exchange. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì Delta Exchange đó là một cái sàn giao dịch số 3 trên toàn cầu về khối lượng giao dịch quyền chọn với đủ các loại giao dịch Spot, Future, Option hàng trăm cặp giao dịch altcoin USDT phổ biến khi mà giao dịch future giao dịch quyền chọn với 8 đồng coin top như là Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Link, AVAX, Matic khối lượng giao dịch trung bình hàng tỷ đô la mỗi ngày và cũng như những sàn giao dịch khác như là FTX.com hay là Binance thì FTX.com thì có token FTT Binance có token BNB, Delta Exchange cũng phát triển một token riêng cho sàn đó chính là token DTO với tổng cung là 500 triệu token, hiện đang lưu thông trong thị trường hơn 75 triệu token với cái market cap rất là nhỏ. Delta Exchange cũng là một sàn có kế hoạch list token của mình lên cái sàn khác để mà tăng tính thanh khoản của token. Nếu như phát triển tốt thì token của sàn luôn là lựa chọn có phần tốt hơn đối với các token khác của các dự án thông thường. Tất nhiên, như thường lệ đây chỉ được xem là thông tin thuần đem đến cho các bạn, không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì nói sơ một chút về đội ngũ phát triển của Delta Chains, thì nhà sáng lập đó là Pankaj Palani, giữ chức vụ giám đốc điều hành. Pankaj là một người dạng kinh nghiệm trong kinh doanh và giao dịch, có kinh nghiệm chuyên sâu về các công cụ phái sinh, tài chính, định lượng và thị trường chứng khoán châu Á. Pankaj là tốt nghiệp đại học IIT Delhi và có bằng MBA tại trường kinh doanh Ấn Độ. Người thứ hai đó là Jitendra Tulkas, là giám đốc kinh doanh. Thì tender đã từng làm việc với tư cách là nhà phân tích chứng khoán của công ty CD Group ở Ấn Độ và là nhà đầu tư tổ chức GIC ở Singapore. tender cũng là cựu sinh viên của IIT, Carlsberg và Đại học Quốc gia Singapore có bằng MBA của trường kinh doanh Ấn Độ. Người thứ ba đứng sau lưng đó. Đó chính là Saurabh Goyal, là giám đốc công nghệ. Saurabh là người đồng sáng lập ra Housing.com và Tiny Owl. Cả hai công ty này đều được mở rộng quy mô tốt và huy động được tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm như là Subbank và Sequoia. Trước khi mà họ được mua lại, Saurabh cũng đã từng là giám đốc kỹ thuật tại Hotstar. Saurabh học khoa học và kỹ thuật máy tính tại ITT Bombay, các nhà đầu tư hiện tại của Delta Exchange như là Aave, Carbon Network, Sino Global Capital. Token Delta và sàn Delta đang ở giai đoạn sớm để các bạn có thể tìm hiểu và tham gia. Các thông tin chi tiết như thường lệ tôi sẽ để bên dưới cái video này để các bạn có thể tham khảo thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Delta Exchange. Chúng ta đã thấy được là hồi thứ sáu đó thì thị trường kết thúc cũng không có được là ổn lắm. Để tôi chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà hôm qua và ngày trước đó thường cũng nghỉ ngơi một chút nhưng mà chúng ta đã thấy được là thứ sáu đó chứng khoán Hoa Kỳ chúng ta nhìn vào ba chỉ số lớn mà đại diện cho cả thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó chính là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đó thì ba chỉ số này các bạn thấy là Dow Jones và S&P đó thì hầu như thứ sáu kết thúc đó là không có cái sự lên xuống nhưng mà Nasdaq lại xuống thêm 0,3% nhưng mà cái sự lo sợ thứ sáu trước khi kết thúc là đến từ chỉ số S&P 500 tại sao thường chia sẻ với các bạn thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái chỉ số lớn này nhất là chúng ta nhìn vào đầu tiên đó chỉ số nasdaq đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ là cái chỉ số mà nó có cái sự tương quan cao với lại bitcoin thì tính từ đầu năm tới bây giờ các bạn sẽ thấy được là cái chỉ số nasdaq xuống 27,42% xuống con số cao nhất kế tiếp đó là chỉ số dow jones các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ là xuống 13,97% và cuối cùng chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 thì từ đầu năm tới bây giờ là xuống 18,14%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 này đó, chúng ta nhìn vào SPX đi, thì các bạn sẽ thấy là hồi thứ sáu, nếu như tính từ cây đỉnh á, có nghĩa là chúng ta thấy được là cây đỉnh là đầu năm 2022 này, lúc đó là chúng ta thấy là cái chỉ số này ở mức là khoảng 4.800 điểm, thì chúng ta cứ tính tới cái mức thấp ngày thứ sáu đi, trước khi mà có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại các bạn đã thấy được là cái chỉ số này đó từ cái đỉnh của đầu năm cho đến cái mức thấp đã xuống tổng cộng là 20,93% có nghĩa là đi xuống dưới 20% cái con số này rất là quan trọng tại vì đó dựa theo nhiều người thì nếu như mà cái chỉ số S&P 500 này mà xuống 20% phần từ đỉnh á thì coi như chúng ta đi vào bear market rồi. thì trên căn bản đó chúng ta vẫn chưa có đi vào bear market dựa theo chỉ số này. tại vì các bạn thấy là kết thúc thì chỉ xuống có là 18,14% từ đỉnh mà thôi. tại vì thứ sáu chúng ta cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại. các bạn đã thấy là trước khi mà chúng ta đóng cửa, cho nên đóng cửa đó thì chỉ xuống có 18,14 mà thôi. nhưng mà vì chúng ta thấy là chỉ số này xuống hơn 20% khiến cho nhiều đầu tư rất là lo ngại và khi chúng ta nhìn riêng uh, BTC đó Lý tại sao thường chia sẻ với các bạn là chúng ta có thể thấy được là BTC ngày thứ sáu ra sao Các bạn thấy được là Bitcoin ngày thứ sáu đó cũng đột ngột Có ba ngọn nến đẩy từ mức 30.300 đô đi xuống tới cái mức thấp là 28.708 liên tục 3 tiếng đồng hồ Đó là cái lúc hoảng loạn trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Khi mà mọi người nói là có phải chúng ta sẽ kết thúc thấy cái chỉ số S&P 500 này dưới 20% hay là không Cuối cùng thì cũng chưa nhưng mà các bạn thấy là chúng ta cũng đang rất là gần cho nên khả năng là chúng ta vẫn có thể thấy là thị trường ngày mai lại là một màu đỏ Nhưng mà ít ra ngay thời điểm bây giờ đó Những chỉ số future sẽ mở cửa trở lại thì chúng ta thấy là cũng có một màu xanh Hy vọng là ngày mai chúng ta thấy chứng khoán Hoa Kỳ là một màu xanh Nếu như xuống thêm một chút nữa thì S&P 500 sẽ chính thức đi vào bear market Và đây là cái tài liệu mà nổi bật nhất hồi thứ sáu Mà làm cho nhiều người cũng có cái sự lo sợ Và điều quan trọng hơn đó là BTC cuối tuần đó các bạn thấy được là không có chứng khoán thì chúng ta thấy được là BTC đó thật ra trong cuối tuần cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại ở cái mức bây giờ đó là vẫn trên 30.000 đô 30.185 chúng ta có thể thấy được là cái sự ảnh hưởng đó thật ra không phải là BTC ảnh hưởng chứng khoán Hoa Kỳ mà là ngược lại hầu như là chúng ta thấy thị trường này đã cứ cố gắng giữ được cái mức là 30.000 đô cố gắng với tinh từ từ nhưng mà mỗi lần mà chúng ta thấy có cái thông tin xấu liên quan đến thị trường chứng khoán đó thì chúng ta lại thấy được là một màu đỏ trong thị trường crypto cái sự ảnh hưởng đó đến rất là nhiều hiện bây giờ vì lý do là nhiều người bây giờ đang lo sợ họ muốn lưu trữ tiền mặt và họ không muốn lưu trữ tài sản nào ngay cả vàng ngay cả btc ngay cả chứng khoán ngay cả trái phiếu cũng cùng chung một cảnh ngộ hiện bây giờ là tất cả đều là một màu đỏ hết và không có một tài sản nào bây giờ đang có cái sự tăng trưởng điều này thường cũng đã từng chia sẻ với bạn nhiều rồi nhưng mà nói chung đó thì trong vòng hai ngày qua thị trường của crypto cũng đỡ hơn một chút chúng ta thì được là trong vòng 24 giờ qua cũng có cái sự tăng trưởng như là chúng ta thấy Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP phần lớn đó là tăng khoảng chừng 2 tới 3% trong vòng 24 giờ qua thì cũng đã có một sự ổn định lại hy vọng chúng ta sẽ không nhận được những thông tin xấu từ thị trường chứng khoán ngày mai tới bây giờ thì vẫn chưa có thông tin nào gọi là xấu hết và những chỉ số futures đang xanh lại một chút như là thuận vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà trong tuần tới này chúng ta cần phải quan tâm đến những thông tin gì đến từ thị trường tài chính truyền thống thì có vài điều chúng ta cũng nên để ý đến à, điều đầu tiên đó tôi nghĩ là quan trọng đó chính là ngày thứ tư ngày 25 tháng 5 tại Hoa Kỳ nghĩa là ngày thứ năm tại Việt Nam đó thì chúng ta sẽ thấy là có cái tài liệu về cuộc họp của Fed thì được công bố và đây là tài liệu không phải là tài liệu mới mà tài liệu về cuộc họp đã diễn ra cách đây à, gần như là 3 tuần thường đó là họp sau đó 3 tuần sau chúng ta mới thấy cái tài liệu chính thức được công bố Tại vì sau khi mà hợp đó có nghĩa là chúng ta thì được là đầu tháng 5 hợp mới đây Thì sau khi hợp đó thì Fed đứng ra để mà phát biểu về cuộc họp, nói về những gì Và những quyết định gì đã được đồng ý trong cuộc họp đó Đó là điều chúng ta đã nghe nói tới ở đầu tháng 5 này lúc mà Fed tăng lãi suất 0,5% thì nó chia sẻ với các bạn và đã công bố là bắt đầu tháng sau đó sẽ từ từ bán đi một số trái phiếu trung tài của mình. Chúng ta cũng đã biết thông tin này rồi nhưng mà ba tuần sau đó, nghĩa là trong tuần tới này, chúng ta sẽ nhận được cái văn bản chính thức được công bố từ cuộc họp thì nhiều người đó sẽ lục cái văn bản đó xem coi là có gì được nói tới trong cuộc họp mà Fed chưa thông báo hay là không. Chúng ta hy vọng là không có gì mới, tất cả cũng như là những gì Fed đã chia sẻ là không có gì mới hết thì chúng ta cũng sẽ không thấy cái sự giầm đâu. Nếu như mà trong cái văn bản này mà có bất cứ thông tin nào mà Fed không đề cập đến trong cái buổi họp báo cái tây ba tuần đó mà đó là thông tin xấu giống như là Fed có ý định là tăng 0,75% hay là tăng hơn nữa à, về cái lãi suất thì sẽ dẫn đến một màu đỏ chúng ta hy vọng là cái tài liệu văn bản họp công bố thứ năm ở Việt Nam tới đây thứ tư Hoa Kỳ đó sẽ không có gì thay đổi so với gì mà được chia sẻ bởi Fed đó là điều đầu tiên và cuộc họp kế tiếp của Fed sẽ diễn ra khoảng từng là hai tuần nữa có nghĩa là ngày 15 tây tháng 6 sẽ là cái cuộc họp kế tiếp của Fed và chúng ta nếu không bị thay đổi thì Fed sẽ tiếp tục tăng thêm 0,5% lãi suất nữa. Ký đó, đó là cái ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thứ sáu tại Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến là cái tình hình thất nghiệp của Hoa Kỳ và chúng ta đã thấy là Fed thì dựa vào hai điểm mạnh để tiếp tục tăng lãi suất mà chúng ta đã biết là Fed đầu tiên đó là dựa vào là nền kinh tế và ổn và thứ nhì nữa là thất nghiệp thấp vì hai lý do này đó Fed tiếp tục và tiếp tục tăng lãi suất để mà ngăn chặn sự tăng trưởng của phần trăm lạm phát và Fed đang rất là gấp rút tại vì các bạn đang thấy là có một điều ở Hoa Kỳ đó chính là tháng 11 này ra ngày 8 tháng 11 có nghĩa là cái đợt bỏ phiếu giữ nhiệm kỳ thì bỏ phiếu nhiệm kỳ đó là 435 ghế ở Hạ viện sẽ được bầu lại và 35 trên 100 ghế ở Thượng viện sẽ được bầu lại vì lý do đó đó khi mà người ta ra ứng cử trở lại để mà giữ cái chức nghị sĩ của mình đó, thì không ai muốn phần trăm lạm phát cao hay là thất nghiệp cao hay là cái nền kinh tế không ổn hay là cổ phiếu là một màu đỏ cho nên Fed cần phải tăng tốc bây giờ để mà làm giảm đi cái phần trăm lạm phát rồi sau đó hy vọng là thị trường hồi phục lại trước khi mà có bầu cử duy nhiệm kỳ chúng ta bây giờ đã là gần cuối tháng 5 rồi thì chúng ta thấy được là chỉ còn khoảng chừng là hơn 5 tháng nữa thôi là sẽ có cuộc bầu cử duy nhiệm kỳ này cho nên vì lý do thằng nghĩ là vì cái áp lực đến từ quốc hội đó thì Fed sẽ đang gấp rút tiếp tục tăng lãi suất cao nhưng mà chỉ có thể làm được điều này nếu như mà chúng ta thấy cái phần trăm thất nghiệp tiếp tục ở cái mức thấp nhưng mà các bạn đã thấy rồi phần trăm thất nghiệp đó, đợt này đó, là ước tính là 222.000 cao hơn với đợt trước có nghĩa là cái số lượng người khai thất nghiệp có thể đã cao hơn vì lý do chúng ta đã thấy là đúng là dựa theo quý 1 dựa theo những gì chúng ta có hiện bây giờ thì nền kinh tế vẫn ổn, thất nghiệp vẫn thấp Nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy một số những dấu hiệu như là những công ty chúng ta nói tới Là bây giờ là ngưng, không mướn thêm người hay là thậm chí là sa thải người như là chúng ta nói là công ty Netflix hay là chúng ta nói tới uh, công ty Robin Hood gần đây, cho nên nền kinh tế có thể là không có ổn như là Fed nghĩ đâu và phần chấm thất nghiệp có thể là không có tốt như là Fed nghĩ trong dòng vài tháng tới đây. Nhưng mà nếu như điều xảy ra thì ra sao? Nếu như mà chúng ta thấy thất nghiệp tăng lên thì Fed bắt buộc lúc đó phải là ngưng tăng lãi suất để mà ổn định lại nền kinh tế và điều cuối cùng chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần kế tiếp này đó chính là cái tài liệu liên quan đến bất động sản ở hoa kỳ cái số lượng nhà đang chờ được bán cho tới bây giờ giá nhà của hoa kỳ vẫn còn cao thực ra tuy theo là nơi nhưng mà các bạn cũng có thể thấy được là một số nơi nhất là las vegas thì gần đây cái giá nhà cũng đã bắt đầu là tụt xuống một chút nhưng mà ở cali thì giá nhà vẫn cao tại vì trên thực tế đây cái số lượng nhà mà đang chờ để được bán và đây cái số lượng người cần mua đó thì vẫn chưa được cân bằng bây giờ đây cái số lượng người chờ để được mua đó thì từ từ cũng đã giảm xuống thì vì lãi suất tăng lên thì người ta cũng sẽ từ từ giảm xuống nhưng mà ở mức bây giờ thì vẫn có nhiều người muốn mua hơn là cái số lượng nhà chờ để bán cho nên đây vẫn chưa cân bằng nhưng mà tôi nghĩ là chờ thêm một hai tháng nữa nó sẽ cân bằng trở lại lúc đó chúng ta mới thấy sự thật là giá nhà có giảm hay là không đây là ba điều quan trọng trong tuần tới chúng ta cần phải quan tâm đến về tình hình tài chính nói chung Hồi nãy giờ thường mới phát hiện là cái camera nó không có hoạt động Thường đã mở lại webcam rồi Và giờ ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin ở bậc liên quan đến crypto đi Và sau đó chúng ta sẽ nói về trung bình giá và cái cuộc bỏ phiếu của Terra đã đến đâu rồi Thì đầu tiên hết thường muốn chia sẻ một cái tài liệu với các bạn Tài liệu này nó khó hiểu một chút Thường sẽ cố gắng giải thích để các bạn hiểu được lập luận của SEC tại vì SEC đó là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì bà con đã biết đây là một cái đơn vị mà đang được chỉ trích rất là nặng nề về việc là rất chậm chạp và không nhanh chóng duyệt Bitcoin và Ethereum để có thể có được những sản phẩm tài chính nó có cái sự bảo vệ tốt hơn và có cái sự tiếp cận tốt hơn với những nhà đầu tư cho đến thời điểm bây giờ đây SEC vẫn chưa có ra luật và chưa có cho phép một cái quỹ đầu tư spot ETF nghĩa là cái quỹ đầu tư mà giao dịch Bitcoin có thật trong quỹ đó cho nên bây giờ vẫn chưa có được thông qua mà chúng ta đã có những quốc gia như là Canada hay là Brazil và một số những quốc gia khác đã đi trước rồi và thậm chí bây giờ ở Úc cũng đã có sản phẩm này tại sao Hoa Kỳ lại chậm chạp như vậy thì SEC đó đưa ra một lập luận thường cảm thấy là cũng khá là mắc cười nhưng mà cũng khá là khó hiểu thường sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn đó chính là SEC nói lý do tại sao mà SEC chưa có tiến tới để mà chấp nhận Bitcoin và Ethereum hơn đó là tại vì cái từ Bitcoin và cái từ Theorem nó quá bao quát, nó quá là mơ hồ Thì có thể các bạn cảm thấy là khó hiểu tại sao có từ Bitcoin và Theorem lại quá bao quát và quá mơ hồ Ý của SEC nói đó là cái từ Bitcoin có thể là khiến cho nhiều người hiểu lầm Tại vì Bitcoin có thể đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau Và Theorem cũng có thể là như vậy thì các bạn cũng sẽ cảm thấy khó hiểu hơn nữa tại sao là họ lại nói là Bitcoin có thể đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau chúng ta chỉ biết Bitcoin là BTC và Ethereum là ETH mà thôi tại sao họ lại nói như vậy thì đang chia sẻ với các bạn cái mà SEC muốn nói đây đó là SEC nói là chúng ta hãy nhìn ở trên thị trường hiện bây giờ có rất nhiều cái vật dụng hàng ngày các bạn sử dụng các bạn gọi vật dụng đó với một cái tên các bạn nghĩ là đó là cái tên của vật dụng đó nhưng thật ra đó là cái tên của công ty chứ không phải là cái tên của vật dụng đó cho nên ngay cả bây giờ nhiều người cũng hiểu lầm cái tên của vật dụng với lại tên công ty đó nó nó không có được rõ ràng hiện bây giờ với rất nhiều những cái đồ vật chúng ta dùng hàng ngày giống như chúng ta thấy được là đầu tiên hết đó, là cái từ zipper zipper là cái bao nylon các bạn dùng để mà đựng đồ ăn đó thì nhiều bạn gọi là zipper nhưng mà thật ra zipper là tên của mặt hàng của công ty BF Goodrich chứ không phải là tên của cái bao nylon đó chúng ta đã gọi quen rồi cho nên chúng ta gọi là zipper chứ thật ra nó gọi là zip fastener kế tiếp đó là jet ski là cái xe trượt sóng mà chúng ta thấy người ta hay dùng đó thì nhiều bạn gọi là jet nhưng mà thật ra jet đó là cái tên của sản phẩm của Kawasaki Heavy Industries chứ không phải là cái tên thực sự thực sự á gọi là personal watercraft cái đó nữa đó là chúng ta thấy được là cái tên Band-Aid Band-Aid là cái băng keo y tế Khi các bạn bị đứt tay các bạn dùng Band-Aid nhưng mà thật ra đó, Band-Aid không phải là cái tên thực sự Band-Aid là cái tên của sản phẩm của Johnson và Johnson sản xuất năm 1920 và cái tên thật đó là Adhesive Bandage kế tiếp nữa chúng ta còn thể thấy được là Scott Tape có nghĩa là cái băng keo mà chúng ta dùng trong văn phòng đó thì thật ra đây là một sản phẩm được tạo ra bởi công ty 3M Chứ còn tên thật đó là Clear Adhesive Tape Thì cái mà mình muốn chia sẻ ở đây đó, nhiều bạn hỏi là chúng ta nói tới cái này để làm gì cái mà thùng muốn nói đây đó là rất nhiều thứ chúng ta gọi hàng ngày là chúng ta gọi đó là cái tên của sản phẩm chứ không phải là cái sản phẩm đó tên thật là như vậy tại vì chúng ta đã gọi quen là band hay là chesky rồi cho nên các bạn nghĩ là chesky cái đó gọi là chesky nhưng mà thật ra chesky đó là cái từ của công ty đó mà thôi chứ cái vật dụng thật sự không phải là cái tên đó cho nên có nhiều cái sự hiểu lầm hiện bây giờ ở trên thị trường thì SEC đó thường nghĩ là cũng điều muốn nói điều tương tự có nghĩa là SNC muốn nói là có nhiều người gọi Bitcoin và Ethereum nhưng mà họ thật sự là khi họ gọi Bitcoin đó họ không có nghĩ là Bitcoin là chỉ là BTC mà thôi hay là Ethereum là ETH họ gọi Bitcoin và Ethereum là một cái từ chung chung đại diện cho crypto cho nên vì lý do đó đó bây giờ cái từ Bitcoin và Ethereum nó quá là bao quát nó quá là mơ hồ cho nên họ chưa có muốn tiếp tục tiến tới chấp nhận Bitcoin và Ethereum thì cái lập luận này tôi cảm thấy là cũng không có hợp lý đâu các bạn nhưng mà ít ra đây là cái thông tin thật được chia sẻ bởi SEC hiện bây giờ Thuận thì nghĩ đó là cái vấn đề bây giờ nó lớn hơn Bitcoin và Ethereum tại vì Bitcoin và Ethereum đó bị lôi cuốn vào cái điều kiện của XRP và SEC hiện tại Tại vì các bạn đã thấy được đó là CFTC thì CFTC là bộ quản lý hợp đồng tương lai đó đã lên tiếng nói là Bitcoin Bitcoin không phải là chứng khoán cho nên cái việc quản lý Bitcoin Ethereum đó là không phải do SEC quyết định mà do họ quyết định và họ coi Bitcoin Ethereum như là một hàng hóa hiện bây giờ cũng tương tự như là vàng tương tự như là bạc, tương tự như là xăng dầu vân vân là một hàng hóa có thể giao dịch được các bạn thấy được là chủ tịch Rossin Badham cũng đã nói nhiều lần rồi là cần phải rõ ràng là Bitcoin Ethereum là hàng hóa và sẽ được quản lý bởi CFTC Điều này điều mà các bạn muốn thấy tại vì CFTC là đơn vị mà có cái thiện cảm hơn đối với Bitcoin và Ethereum. Còn những cái loại đồng khác đó thì chúng ta chưa biết cần phải được thẩm định, có phải là hàng hóa hay là một cái loại chứng khoán. Bây giờ vẫn chưa có rõ ràng. Nhưng mà cái việc quan trọng hơn đó là có một điều kiện rất lớn. Hiện bây giờ chúng ta đã biết là điều kiện giữa SEC, ban hoàng ấy chứng khoán của Hoa Kỳ với lại công ty Ripple hiện tại về việc là XRP là chứng khoán. Cho nên khi mà họ bán XRP đó là họ bán chứng khoán không đăng ký là phạm tội Và chúng ta đã thấy đó là điều mà cần phải hiểu đây là cuối năm 2019 thì nhớ lúc đó thì cái người mà đứng đầu bộ tài chính của SEC là William Hinman thì lúc đó giám đốc Hinman thường nhớ là trong cái cuộc phỏng vấn với lại Yahoo Finance đã tuyên bố Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán thì sau đó đó SEC đi kiện một số công ty và một số công ty kia đó thì cứ đóng phạt hay là họ đóng cái sản phẩm của họ lại chi tiêu của họ lại và họ không có muốn đấu tranh với lại SEC nhưng mà có một công ty đó có rất nhiều tài nguyên bây giờ đang đứng ra để mà lên tòa với SEC đó chính là công ty Ripple thì các bạn thấy được là công ty Ripple đó họ đưa ra một lập luận rất là đơn giản nếu như mà Ethereum và Bitcoin không phải là chứng khoán dựa theo SEC đó thì họ dựa vào cái lập luận gì cho Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán và công ty Ripple nói là đưa ra lập luận đó thì XRP cũng sẽ phù hợp với lập luận đó cho nên XRP không phải là chứng khoán thì sau đó đó các bạn đã nhớ là SEC ban ngoại chứng khoán Hoa Kỳ nói là cái lời nói, lời phát biểu của William Hinman lúc đó là phát biểu cho cá nhân của ông ta mà thôi chứ không phải là đại diện cho SEC. Nghĩa là họ muốn chối bỏ cái lời phát biểu đó của William Hinman tại vì bây giờ đó, công ty Ripple muốn dùng những cái tài liệu đó để chứng minh là XRP cũng có nhiều điểm tương tự cho nên XRP không phải là chứng khoán. Nhưng mà bây giờ thì SEC nói là lời phát biểu của Hinman là phát biểu cá nhân không phải đại diện cho SEC. Kế đó đó, các bạn đã thấy là công ty Ripple nói là nếu như là như vậy thì Cần phải mời William Hinman và chia sẻ những cái tài liệu tại sao mà William Hinman lại có cái lập luận như vậy. Thì sau đó SEC lại nói ngược trở lại. SEC nói là không, bây giờ đó là cái lời phát biểu của William Hinman là được sự chấp nhận của SEC. Cho nên vì lý do đó tài liệu này sẽ được bảo mật ở SEC và không giao ra. Và như báo nói thường là bây giờ đó cái thông tin mới nhất về điều kiện này là cái gì? Bây giờ thông tin mới nhất về điều kiện này đó là cái thẩm phán đã đưa ra quyết định là SEC phải giao ra tài liệu dẫn chứng tại sao nghĩ Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán dựa theo lời phát biểu của William Hinman. Cho tới bây giờ SEC vẫn chưa có giao ra và bây giờ đó chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi xem coi khi nào SEC mới giao ra tài liệu này. Cái mà chúng ta muốn thấy đó là công ty Ripple thắng điều kiện này cho dù các bạn thích Ripple XRP hay là các bạn không thích cái điều đây đó không phải là các bạn thích hay là không thích cái dự án Ripple mà cái sự kiện này đó là một sự kiện ảnh hưởng đến cả thị trường này. Nếu như chúng ta nói tới một đơn vị, một công ty có nhiều tiền có thể là mướn luật sư để mà tranh cãi với SEC đó chính là công ty Ripple hiện tại. Nếu như mà họ thực sự là thua cái vụ kiện này thì thật ra mà nói là sẽ không có nhiều những công ty khác đứng lên để mà chống đối lại với SEC đâu. Cho nên tôi thực sự muốn thấy là công ty Ripple thắng cuộc nhưng mà cho tới bây giờ những gì mà thường nhận được đó là cái phần thắng vẫn đang nghiêng về Ripple nhưng mà chúng ta cũng đã biết là cái vụ kiện này đã, đã diễn ra hơn một năm rồi và kết quả đó có thể chúng ta sẽ không thấy cho đến là qua năm sau năm 2023 có một số tài liệu khác nữa các bạn thấy được là có một ngân hàng đó ngân hàng này um, gần đây đã đưa ra cái uh, quyết định là hỗ trợ những khách hàng của họ một số khách hàng có tiền có thể là dùng ngân hàng để mà mua crypto trong đó chúng ta có Bitcoin, Ethereum, Litecoin và nhiều những đồng khác đó chính là ngân hàng lớn ở Úc, Commonwealth, Bank of Australia thì chỉ đáng tiếc là ngân hàng này đó sau khi mà đưa dịch vụ này thì vì lý do là gần đây ra thị trường không được ổn và cái sự kiện liên quan đến USD làm cho họ lo sợ cho nên bây giờ họ tạm ngưng và không tiếp tục hỗ trợ nữa có nghĩa là bây giờ đó cái dịch vụ mua bán crypto của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia ở Sydney là đã tạm ngưng thời điểm hiện tại như bài nào mà ở úc thì hãy comment bên dưới coi coi đây có phải thông tin thật hay là không nhưng mà đây cũng là một điều đáng tiếc thật ra mà nói là nhiều ngân hàng đó họ thấy được cái lợi nhuận của thị trường này và họ muốn tham gia vào nhưng mà cái mà họ không biết đó là lợi nhuận đó là phải đánh đổi với cái sự dao động mạnh của thị trường nhưng mà thường có thể nói với các bạn là dựa theo cái sự dao động của chứng khoán công nghệ lớn bây giờ như Netflix như là các bạn thấy ngay cả là Target là một cái siêu thị lớn ở Hoa Kỳ một ngày nó chứng khoán cũng có thể là đi xuống 25% cho nên cái sự dao động bây giờ đó là không chỉ riêng ở crypto mà thị trường chứng khoán rất là dao động điều đáng tiếc là Commonwealth Bank of Australia đã gây quy định là tạm ngừng hỗ trợ nhưng mà cũng không sao các bạn thấy được là có ngân hàng này có ngân hàng kia chúng ta cũng nên nhớ là Bank of America đó thì cũng đã nói là không có sợ về cái việc liên quan tới sự sụp đổ của UST và Luna Tại vì cái sự sụp đổ đó hay là cái sự xuống giá gần đây đó của Bitcoin, Ethereum và những đồng lớn đó thì họ cũng không quan tâm Tại vì họ thấy được đây là cái sự ảnh hưởng chung đến từ thị trường chứng khoán công nghệ mà thôi Chứ không phải là một cái gì đó riêng thị trường crypto đâu cho nên họ vẫn không có lo lắng hiện tại các bạn thấy được là ngay cả Morgan Stanley cũng như vậy Morgan Stanley cũng đã nói là cái việc liên quan tới UST Cũng không có làm ảnh hưởng đến cái việc là ngân hàng Morgan Stanley Tiếp tục tiến tới và hỗ trợ thị trường này trong thời gian ngắn hạn đó đương nhiên là giá cả sẽ có sự dao động đương nhiên chúng ta cũng sẽ thấy có nhiều cái luật liên quan đến những độ ổn định nhưng mà tất cả những cái đó đó đều là dấu hiệu của sự tăng trưởng của thị trường này cho nên Morgan Stanley đều hoàn toàn không sợ hãi có ngân hàng này có ngân hàng kia kế tiếp đó thì chúng ta thì là Plan B thì Plan B đó cách đây một ngày cũng chia sẻ một cái hình đây là một cái mô hình stock to flow mà chúng ta cũng đã biết nhưng mà đây là cái mô hình hồi xưa của Plan B mô hình mà nổi tiếng hồi xưa đó chứ hoặc là mô hình mà 100.000 đô thì Plamy nói là bây giờ nhìn lại đây thì cái mô hình 55.000 đô này là mô hình nó có cái sự chính xác cao hơn và mô hình này là mô hình mà chúng ta cũng đã nói tới năm 2019 trên kênh này lúc mà Thuận chia sẻ video 336 giá Bitcoin có thể đạt được 55.000 hay là không thì lúc đó chúng ta đã ra cái kết luận đó là dựa theo stock to flow thì có thể đạt được cái mức này và cuối cùng các bạn thấy đã đạt được tới mức 69.000 đô. Nhưng mà Plan B thì tiếp tục là bị người ta chửi bên dưới Tại vì đó, Plan B cứ liên tục đưa ra nhiều cái mô hình Structure Flow khác nhau Thật ra đối với Thuận đó, Thì Bitcoin có đi theo mô hình Structure Flow hay không Thuận vẫn nghĩ là có Chắc chắn là như vậy Đối với Thuận Chỉ là cái mức giá được chia sẻ bởi Plan B đó, Thì cần phải được điều chỉnh mà thôi Nhưng mà Thuận nghĩ là cái lúc mà giá cả tốt đó Thì cái sự FOMO tăng lên dẫn đến là Plan B cứ điều chỉnh Và điều chỉnh cái mức cao của cái mô hình này cứ tăng lên mà tăng lên mà tăng lên cho nên uh, mới dẫn đến là tình trạng bây giờ là Plan B bị nhiều người uh, không chấp nhận cái mô hình short to flow này nữa nhưng mà đối thượng thì mô hình này vẫn có giá trị đây là một mô hình mà các bạn thấy được là thị trường vàng thị trường bạc cũng đã đi theo nhiều năm rồi chỉ là cái mức giá cũng cần phải được điều chỉnh lại còn thông tin kế tiếp đó là liên quan tới Michael Strategy các bạn cũng đã biết là cái sự bullish của Michael Saylor với lại Bitcoin như thế nào rồi cho dù sau đi nữa đó thì Michael Saylor nói là Michael Strategy cũng sẽ không bán Bitcoin của mình Thì ngoại trừ Michael Saylor ra chúng ta thấy được là tổng tài hành tránh mới Đó chính là Andrew Kang của Michael Strategy cũng đưa ra cái câu nói tương tự Nói là ở thời điểm hiện bây giờ đó Michael Strategy hoàn toàn không có ý định là bán bất cứ Bitcoin nào Và cũng không thấy có bất cứ trường hợp nào mà Michael Strategy sẽ bán Bitcoin của mình và tất cả những nhà đầu tư đầu tư vào MicroStrategy đều biết đây là cái chiến lược dài hạn của MicroStrategy. Cho dù là cái giá trung bình mà họ mua hơn một năm qua là 30.700 đô có nghĩa là cái mức giá hiện tại của thị trường với mức giá họ mua là gần như là ngang hàng với nhau nhưng mà họ vẫn không trùng bước vẫn tiếp tục chiến lược dài hạn là thu mua thêm BTC Và đây là những cái thông tin nổi bật trong vòng hai ngày qua chúng ta sẽ đi vào một số những cái tài liệu chi tiết hơn